đồng hồ, bữa nay giá chị ba đi Ăn cái gì mà ngon vậy? Dán cái nhà thì gốm. Ok, ham chị gà nấu nướng tu chị gà. Đầu quá. Xài nước hoa hồng, xài mỹ phẩm mới xài nước hoa hồng anh, trước tiên là nước hoa hồng xong mới tới skin, dưỡng da loại 1, dưỡng da loại 2, cái này là skin nè. Nước gì đó. Bữa nay trời mưa lạnh, này là lưu son này, dưỡng da mặt giống như tự tự như dưỡng thể gì đó, sữa dưỡng thể, con này sữa dưỡng da mặt. Cái này là serum.
kèm chống nắng. Massage gì à? Má chưa ăn con chồng khùng nhìn chồng này ăn gì mới nó ngu dữ vậy. Người ta làm như cái tấm cao su với là người ta căng ra rồi người ta ấy một lỗ ở chính giữa là nó nhiễu xuống rồi. Ở đời ăn cái gì mà nó ngu lo vô. Bắn trong ngăn đó, bước cuối này có ai mà có một chồng ngu nhìn chồng này mới ghê. Rồi. Từ bữa bị corona tới giờ là nó còn cổ nó bị gì đó giống như cái phổi nó yếu á. Thank you.